Xin chào, các bạn đang xem video từ Mango TV và đây là video hướng dẫn test chiếc Samsung Galaxy S6 chỉ trong 5 phút. Đầu tiên, đối với những bạn mua máy mới full box, các bạn sẽ cần mở hộp ra và kiểm tra phần phụ kiện trước. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một máy, một sách hướng dẫn sử dụng, một cáp micro USB, một cục sạc hỗ trợ sáng nhanh, một tai nghe và một que chọc SIM. Vậy là hết rồi. Đầu tiên, nếu các bạn mua máy mới và mua lại nhưng mà full box thì các bạn cần phải kiểm tra nhất là email của máy. Các bạn vào màn hình quay số ấn sao thăng 06 thăng. Đây là số email của máy. Các bạn có thể so nó với hộp của máy ở đây để thấy được máy trùng hộp. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà hàng sách tay về bị nhầm hộp thì việc kiểm tra email này cũng không có nhiều ý nghĩa. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ kiểm tra phần ngoại hình của máy. Đối với máy quá sử dụng thì những vết xước nhễ nhẹ là một điều không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ phải đảm bảo được rằng là máy không có một vết xước nào vì là máy mới mà. Thứ hai là chúng ta sẽ vào mã test của máy. Đầu tiên ở trên màn hình quay số chúng ta sẽ bấm sao thăng không sao thăng. Một màn hình hiện ra, ở trong này chúng ta sẽ có các phần để tiến hành test toàn bộ chiếc máy. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 3 mục Red, Green, Blue ở đây. Chúng ta sẽ ấn vào mục Red, mục Green và mục Blue. Trong màn hình này chúng ta sẽ kiểm tra được màn hình có bị điểm chết hay không và màn hình có bị ố hay là bị sai màu hay không. Chúng ta sẽ kiểm tra phần loa thoại của máy bằng cách ấn vào mục Receiver. Nghe tiếng u từ loa thoại, các bạn có thể áp tai vào đây để có thể nghe được rõ tiếng từ loa thoại phát ra. Vibration, kiểm tra rung của máy, các bạn có thể nghe tiếng rung, đặt lên bàn để thấy rõ. Galaxy S6 rung khá mạnh. Megacam là để chúng ta test camera sau, chụp thử bức ảnh. Tiếp theo là phần kiểm tra cảm biến, các bạn có thể thấy chúng ta có khá là nhiều mục để kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra phần cảm biến xoay. Chúng ta thấy hình ảnh con chó xoay màn hình và hình ảnh sẽ xoay theo. Như vậy là ok. Chúng ta sẽ test cảm biến tiệm cận ở đây. Cảm biến tiệm cận là cảm biến khi mà các bạn thực hiện cuộc gọi thì các bạn áp điện thoại lên tai, màn hình sẽ tự tắt. Chúng ta sẽ kiểm tra cảm biến tiệm cận bằng cách dùng tay che hai cảm biến ở phần phía trên cạnh loa. Như vậy là ok. Mục tiếp theo chúng ta sẽ test đó là phần test màn hình cảm ứng. Các bạn thấy ở đây hai đường chéo nhau và vuốt xung quanh màn. Các bạn tô hết các phần xanh xanh này. Các bạn dùng tay tô hết một vòng và tô hết đường chéo. Như vậy là ok, màn hình cảm ứng của chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ kiểm tra loa ngoài. Loa ngoài không rè, không có hiện tượng lạ. Tiếp theo là kiểm tra các phím cứng ở trên chiếc điện thoại này. Khi mà bấm phím cứng hay các phím cảm ứng ở trên chiếc Galaxy S6 thì màn hình sẽ đổi màu theo phím tương ứng. Như vậy là ok. Bấm back hai lần để quay lại. Chúng ta sẽ kiểm tra cả camera trước. Ok. Kiểm tra đèn LED của máy, chúng ta có thể thấy khi mà ấn vào phần đèn LED này, màn hình hiện màu chữ red, màu đỏ thì đèn LED cũng sẽ hiện màu đỏ, màu xanh da trời. Chúng ta sẽ lắp SIM vào và tiến hành kiểm tra nghe gọi. Và cuối cùng, trên chiếc Galaxy S6, chúng ta sẽ kiểm tra thêm hai tính năng đặc biệt ở trên chiếc Galaxy S6 này. Đó là tính năng cảm biến nhịp tim. Chúng ta sẽ vào phần Exhale. Kéo xuống ấn vào phần đo nhịp tim. Các bạn đặt tay vào cảm biến. Máy sẽ bắt đầu tiến hành đo nhịp tim. Khi mà đo nhịp tim thành công, tức là cảm biến nhịp tim vẫn còn hoạt động tốt. Tính năng tiếp theo là phần cảm biến vân tay, tính năng khá là quan trọng. Các bạn vào phần setting, chọn lock screen and security và chọn fingerprint là dấu vân tay. Chọn thêm vân tay. Các bạn đặt ngón tay ở trên nút home. Nhấc và chạm những vị trí vân tay khác nhau để máy nhận.
Ok, như vậy là xong rồi. Các bạn đặt mật khẩu dự phòng. Khi mà vân tay của bạn không thể thực hiện việc mở khóa thì các bạn có thể ấn mật khẩu dự phòng này để mở khóa máy. Ok, chúng ta sẽ cùng thử. Ok, lưu ý là khi các bạn dùng ngón trỏ để lấy dấu vân tay thì nó sẽ không được nhạy như khi chúng ta sử dụng ngón cái. Đó là những bước kiểm tra máy cơ bản. Như chúng mình đã nói trong các video hướng dẫn test máy, việc test máy sẽ không kiểm tra được hết tất cả các lỗi về nguồn, ví dụ như là một ngày sập nguồn một lần hay là các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Vì thế khi các bạn chọn mua nên chọn những nơi uy tín, người quen để có thể được sự hỗ trợ sử dụng cũng như là bảo hành khi máy gặp sự cố. Xác suất lỗi của các thiết bị điện tử là hoàn toàn có thật nên các bạn đừng ngại ngần kiểm tra máy trước khi mua. Hy vọng là qua video này các bạn đã có thể chọn cho mình một chiếc Galaxy S6 ưng ý. Nếu các bạn có nhu cầu mua một chiếc Galaxy S6, các bạn có thể truy cập ngay di động mango.com. Các máy bán ra ở đây đều có đội ngũ kỹ thuật kiểm tra máy trước khi bán ra, vì thế các bạn có thể yên tâm mua và sử dụng sản phẩm. Comment máy mà các bạn muốn Mango TV làm video hướng dẫn test và chúng mình sẽ thực hiện trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào!